Trinh xin chào quý vị khán giả thân yêu của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay. Và thưa quý vị, Hà Trinh rất vui được đồng hành cùng chương trình vào mỗi khung giờ 17 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình sẽ mang lại cho chúng ta một hành trang, trong đó là những diễn đàn, những câu chuyện. Không chỉ là chuyên gia tâm lý sẽ góp những chia sẻ thẳng thắn của họ, mà Trinh thích nhất là phần chia sẻ của các khách mời, bởi vì bản thân họ cũng có những câu chuyện hay về tình yêu. Thưa quý vị, tình yêu vĩnh cửu nghe thì trông có vẻ như là cổ tích, nhưng thật ra vẫn có rất nhiều những câu chuyện như thế đang diễn ra ngoài đời thường, khiến cho chúng ta ngưỡng mộ. Vậy thật sự tình yêu vĩnh cửu có phải là một món quà may mắn của tất cả mọi người hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng chào đón ba khách mời ngày hôm nay để cùng chia sẻ câu chuyện này nhé. Xin được giới thiệu diễn viên Thanh Duy, sự xuất hiện của ca sĩ Trương Thảo Nhi và tiến sĩ Đào Lê Hòa An, chuyên gia tâm lý của chương trình. Xin chào mọi người. Xin chào, dạ, chào em. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngày hôm nay chủ đề có vẻ tươi sáng, lạc quan, yêu đời hơn. Dạ. Tình yêu vĩnh cửu, Nghe thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Mà sao thấy không vui hả? Vui chứ. Thấy không? Em thấy không vui. Không vui. Em thấy đấy, nó cứ sao á, làm sao mà có chuyện gì mà mãi mãi được. Nhưng mà Trinh thấy không, có một cái câu dạ. nói luôn đó là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hất vui khi túi hết tiền. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Sông sẽ cạn, núi sẽ mòn. Tại sao con người nghĩ rằng trên đời sẽ có tình yêu vĩnh cửu chứ? Có em, tình yêu vĩnh cửu trong tâm trí của họ. Còn thực tế thì không biết. Có khi nào chúng ta quá bi quan không ta? Đúng rồi. Em nghĩ là mình nên ngồi xuống và phân tích nó kỹ hơn đó chị. Đó, vậy là em cũng đang hơi băn khoăn đúng không? Dạ. Dạ, nên thôi để mình hạ hồi phân giải. Thật sự có tình yêu vĩnh cửu không? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Em ngồi xuống đây, Em ngồi xuống đây hả? Ngồi xuống đây, À, đợi chút nha. Anh, sao tự nhiên giờ này cái rủ em chơi bịt mắt bắt dê vậy? Em à? Dạ. Em mở mắt ra đi. Em mở rồi. Em thấy gì chưa? Em chưa thấy. Quên. Em tháo luôn bịt mắt ra đi. Dạ. Anh tặng em. Anh tặng em anh hả? Tặng em. Tất cả ở đây đều là của em. Bây giờ em không cần nói gì nữa. Em yêu à, anh biết cảm xúc trong em bây giờ rất bất ngờ. Nhưng bản thân anh không tự chủ cho cảm xúc của mình. Anh này, em có biết không? Em chưa biết. Thì giờ biết. Khoảnh khắc lần đầu đôi môi anh chạm vào vầng trán của em, anh đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Em chưa đọc xong mà anh. Hãy để anh được làm điều đó mỗi ngày. Mắc cỡ quá. Làm vợ anh nhé, cấm nói không. Đúng vậy. Bây giờ em chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là em đồng ý. Hai là em làm vợ. Anh á, hai sự lựa chọn nào với em cũng lỗ hết á. Sẽ không lỗ thôi em. Em đồng ý nha. Em biết không, cực Bắc là Hà Giang, cực Nam là Cà Mau, còn cực kỳ đáng yêu là em đó. Quỷ à. Anh hứa với em, kể từ nay về sau, nếu như anh có phụ em thì anh sẽ biến thành một con heo. Anh đừng có thề độc như vậy. Thề vậy xấu lắm. Đây, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Đó, mở ra đừng có hoang mang. Bà định lấy anh tầm thiệt luôn hả? Mặt hoang mang như vậy trời. Trời ơi, yêu nhau, ta cưới nhau là chuyện bình thường mà, có gì đâu. Nhưng mà bà đã tìm hiểu kỹ về anh Tâm chưa? Đương nhiên là tìm hiểu kỹ rồi. Tôi quen ảnh 1 tháng, tìm hiểu 2 tháng là được 3 tháng rồi đó. Đủ dài để cưới rồi. Cái này tôi thí dụ nha. Thí dụ như là bây giờ anh Tâm anh đến với bà không phải vì yêu bà mà là vì gia sản của ba mẹ bà thì bà tính sao? Ê, cái ví dụ gì mà dễ chia tay vậy? Trời ơi, bà coi phim nhiều quá nên bà bị tưởng tượng á hả? Anh Tâm ảnh là một giám đốc,
nha. Rồi anh có nhà cửa đàng hoàng nữa thì anh nhìn cái gia sản của tôi làm gì, đúng không? Thôi được rồi, biết là bà muốn tốt, muốn tốt cho tôi, nhưng mà cảm ơn, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, không sao đâu, tôi tìm hiểu kỹ rồi. Thì tôi cũng nhắc bà vậy thôi, nhớ là phải tìm hiểu cho thiệt là kỹ, xong rồi hẳn đưa ra quyết định. Biết rồi. Ôi cái câu chuyện nó lãng mạn quá chừng, cho đến khi có bà bạn thân bà xuất hiện. Thật ra em thấy cái ý của chị bạn thân cũng rất là đúng, bởi vì là giữa cái cuộc sống rất là nhiều cạm bẫy như vậy. Không thể nào mà mình gặp một người mà mình đùng một cái mới có 3 tháng mà cưới. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế em vẫn thấy có những trường hợp bạn em chỉ mới gặp có 1 tháng xong cưới nhưng mà vẫn rất là hạnh phúc. Mà quan trọng là do mình nhìn cái người đó có đúng hay không nữa cũng. Thực ra vĩnh cửu hay không vĩnh cửu là do quan niệm của mọi người. Cho dù bây giờ mình nghĩ nó vĩnh cửu, đó là cái tâm trí mình nghĩ vĩnh cửu, nhưng mà mình mất đi thì cũng đâu vĩnh cửu. Nhưng không phủ nhận là tình yêu không vĩnh cửu. Tình yêu vĩnh cửu là có trong tim, trong tâm trí của mình. Nhưng mà thực tế thì mình thấy là giống như anh Duy đi, anh kết hôn xong tự nhiên xã hội phân ra là trong hôn nhân sẽ có tình nghĩa và tình yêu. Tình yêu hết rồi thì tình nghĩa vẫn còn. Giống như cái ngầm thông điệp là yêu đi rồi mai mốt ở nhà cưới đi xong rồi hết yêu, chỉ còn tình nghĩa mà thôi. Anh có nghĩ vậy không? Thì không biết là những cặp đôi khác như thế nào, không biết những gia đình khác như thế nào. Thì giống như anh em cũng hay nói với Duy là nên tìm hiểu kỹ trước khi đến hôn nhân. Mà đã đến hôn nhân rồi thì lúc nào mình cũng phải yêu. Không có cái chuyện mà hết tình còn nghĩa. Đã hết tình thì nên dứt luôn. Đó là quan điểm của Duy. Em thấy cũng hơi khó ở chỗ, ví dụ như có những cái trường hợp là mới cưới hoặc là một thời gian vẫn còn trẻ để có thể làm lại. Nhưng mà khi mà mình sống với nhau rất là lâu, mình bị ràng buộc bởi con cái, bởi cuộc sống, bởi gia đình. Ví dụ như cỡ tuổi ba mẹ mình đi, thì cái việc mà bây giờ thật sự mình phải thừa nhận sẽ cuộc sống sẽ làm cho mình thay đổi. Và có những lúc mình sẽ bị hết tình, nhưng mà bây giờ mình còn những cái ràng buộc như vậy, mình không thể nào nói dứt là dứt được. Thực ra vẫn dứt được, cho dù có con hay không có con thì cũng vậy. Mình phải trải nghiệm và mình nói thẳng với con mình biết là giữa ba mẹ chỉ còn mối quan hệ bạn bè. Bởi vì bây giờ là không phải như thế hệ trước của mình là không biết gì hết. Bây giờ là trẻ em nó rất là giỏi, cho nên mình phải nói thiệt luôn. Còn khi mà mình vẫn đang còn tình yêu, cho dù có cưới 1 năm, 1 tháng hay là 10 năm hay là 100 năm, mình vẫn phải yêu. Sao mà em có cảm giác là anh nói xong cái niềm tin của em về tình yêu vĩnh cửu nó mới đây nó đi tới sao hỏa luôn rồi. Ông, thật ra cái đúng là cái phần mà của anh Duy nói á, tôi nghĩ là không có một cái phần đúng. Vì rõ ràng là tình yêu á, nếu mà mình cứ nghĩ là nó vĩnh cửu thì mình sẽ không có trân trọng nó và mình không có cố gắng để mình nỗ lực để mình làm sao duy trì nó. Bản chất của tình yêu nó không vĩnh cửu đâu, mà bản chất đó chính là cái sự nỗ lực cố gắng cũng như là cái sự dung hòa của cả hai. Đúng. Và mỗi người phải thêm vào để làm sao đó thì nuôi dưỡng cái tình yêu đó càng ngày nó càng phát triển hơn. Và rõ ràng chúng ta thấy là có câu nói là ai rồi cũng khác. Câu đó hoàn toàn đúng. Đúng. Nên vì vậy rõ ràng chúng ta yêu cái người hiện tại ngày hôm nay, vậy thì liệu rằng là ngày mai thì sao? Đúng không ạ? Mỗi người sẽ khác. Và cái chiều hướng thay đổi đó, khác đó, nó theo cái chiều hướng tích cực hay là chiều hướng tiêu cực trong cái mối quan hệ thì lúc đó chúng ta chưa biết được. Nên rõ ràng trong cái chuyện tình cảm, tình yêu thì chúng ta cũng cần phải nương mình, cố gắng hơn và nỗ lực hơn. Nói vậy em thấy là em nghe em có niềm tin à. Là đúng là trong tay của mình thôi ha. Vậy là em rút ra một điều, không có tình yêu vĩnh cửu nhưng mà có những cái khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. Vậy thì điều này mình lý giải như thế nào được gọi là khoảnh khắc vĩnh cửu? Đối với Duy thì đã quyết định lấy vợ mà từ khi yêu đến bây giờ thì khoảnh khắc nào cũng là vĩnh cửu hết. Bởi vì như anh An nói là ngày hôm nay mình khác, ngày mai mình sẽ khác. Vậy thì tại sao chúng ta không giữ khoảnh khắc của ngày hôm nay để ngày mai mình có khác mình cũng nhớ là ngày hôm nay. Đối với một người cá tính như Duy thì phải suy nghĩ ra là luôn luôn mình phải có cái mới để cho người ở bên cạnh mình luôn luôn là họ cảm thấy là ngày nào họ cũng mới hết. Dạ. Để tình yêu mãi luôn được hâm nóng. Dạ. Bởi vì thực ra thì Duy là trước khi làm diễn viên là xuất thân là bậc mí, là một cầu thủ chuyên nghiệp, lại là mang trọng trách là một tiền đạo nữa. Thì một tiền đạo là gì? Là tiên phong đi trước, lúc nào cũng phải mang nhiệm vụ là ghi bàn. Mình hôm nay mình ghi bàn như thế nào, ngày mai mình phải đổi. Mình không đổi, mình tự đào thải mình thôi. Xuất sắc. Chính vì cái câu trả lời này của anh, em chợt nghĩ ra một câu hỏi đi gửi đến cho quý vị khán giả. Bởi vì trước khi anh trả lời câu này thì em vẫn nghĩ là chúng ta nên luôn hâm nóng tình yêu. Nhưng mà hâm có món hâm hoài, ăn không có tốt cho bao tử. Còn anh Duy lại mở ra một quan điểm mới, chúng ta thay mới tình yêu. Không phải là thay bỏ cái người đó nha, mà là thay cái cách yêu cách, khác nha. Đúng rồi. Câu hỏi của chương trình là đối với một số người họ nghĩ rằng thay mới tình yêu thì tốt hơn là hâm nóng tình yêu, nên họ khó có được tình yêu vĩnh cửu. Điều này theo quý vị là đúng hay là sai?
Xin mời quý vị hãy cùng góp ý cho chương trình nhé. Và đây là câu trả lời ngẫu nhiên của khán giả. Khi mà bắt đầu một cuộc hôn nhân thì giữa hai người đó thì chắc chắn là phải có tình yêu rồi. Thế thì khi mà cái cuộc sống hôn nhân đó nó xảy ra cái việc mà nhàm chán giữa hai người thì tôi chọn phương án là sẽ hâm nóng tình yêu. Bởi vì nếu thay mới một tình yêu mà nếu chúng ta không biết vun đắp, không biết giữ gìn thì sau một cái thời gian thì nó cũng sẽ có xuất hiện cái sự nhàm chán. Mình sẽ lựa chọn việc hâm nóng tình yêu hơn, bởi vì mình mong muốn một tình yêu vĩnh cửu. Khi mà chúng ta còn trẻ, những lúc chúng ta cảm thấy rất thích những cái điều mới lạ. Nhưng mà khi mà chúng ta già hơn thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ nghĩ là lúc đó bên cạnh ta còn ai. Lúc đó chỉ có những cái người vợ mà có thể chung sống chúng ta trong một thời gian rất là dài, họ hiểu chúng ta thì mới có thể là đạt được tình yêu vĩnh cửu thời điểm đấy. Đó là người chăm sóc chúng ta suốt đời. Mình sẽ chọn phương án là mình sẽ hâm nóng cái tình yêu đó. Khi mà bạn ấy, bạn thay mới tình yêu đó thì chưa chắc gì là bạn sẽ không gặp lại cái vấn đề tương tự trong cái mối quan hệ với người mới đó. Thì cho nên là cái gốc ở đây là do bản thân mình trước, là mình phải xử lý và mình phải học và hiểu được cái vấn đề đó cái đã. Rồi chứ còn mình thay ai thì vấn đề nó cũng sẽ là the same thôi. Hâm nóng thì đối với mình đều nên. Bởi vì nó như thế này, đối với một cái gia đình, một đôi vợ chồng mà họ đang êm ấm, nếu chúng ta cứ duy trì cái trạng thái cũ của mình thì nó sẽ làm cho nó nhạt nhẽo. Chúng ta nên hâm nóng lại bằng cách là đổi mới, nó làm cho nó tươi lại. Bởi vì cuộc sống chúng ta đang thay đổi từng ngày. Chúng ta càng ngày càng lớn hơn thì chúng ta phải thích nghi với cái môi trường mới thì nó sẽ tốt. Quan điểm của mình là như vậy đó. 100% ý kiến của khán giả Phụ Nữ Ngày Nay cho rằng yêu và cưới được người mình yêu vốn là niềm hạnh phúc lớn của đời người. Tuy nhiên, khi cuộc sống có quá nhiều bộn bề lo toan, thì những cảm xúc tinh khôi ban đầu sẽ dần vơi đi. Học cách hâm nóng tình yêu, thay đổi những điều nhàm chán bằng những cảm xúc hạnh phúc mới mẻ. Đó sẽ là nguồn năng lượng bất tận để giúp tình yêu ngày càng bền vững hơn. 100% khán giả trả lời là chúng ta không nên thay mới tình yêu mà hãy hâm nóng tình yêu. Nói chung hâm nóng hay thay đổi cũng vậy, đó là cái ý thức ở bên trong mình phải đúng có rồi. Thiện chí là mình làm vì nhau đó, mình muốn tình đó. Yêu này mới. Vì cuối cùng sau những cái lời bàn tán, những lời chia sẻ của bạn thân, kinh nghiệm các kiểu á, có chịu cưới anh này không? Em theo nghĩ như là anh sẽ bị lung lay thì á. Là nên suy nghĩ thêm một thời gian và có một thời gian nữa. Thử thách anh chàng kia. Dạ. Ví dụ như 1 năm, 2 năm ví dụ vậy, tại vì không gấp. Chúng ta phải đặt ra những cái thử thách và nếu như anh vì tình yêu một cách chân thật thì anh sẽ cố gắng anh vượt qua để anh nắm được cái tình yêu của mình. Đúng. Để làm chi? Để mà chúng ta thấy là thật sự một cái tình yêu chân thành và chân thật á, người đàn ông luôn luôn là gì ạ? Cái sự chinh phục nè và quyết tâm để mà làm sao đó có thể là có được cái người mà mình yêu. Bởi vậy mới có cái câu là tình yêu là mờ mắt con người. Nhưng mà Nhi cuối cùng em nghĩ là ý có đến được với người yêu của mình không? Em không biết có đến được hay không, nhưng mà em nghĩ là cô ấy sẽ bị lung lay. Bởi vì là khi mà mình quyết định tiến tới một cái con đường dài hơn với một người nào đó thì em nghĩ còn phải có sự tin tưởng rất là lớn luôn. Và quan trọng là mình cũng phải hiểu biết về cuộc sống của người đó một chút. Mà thậm chí có nhiều bạn nha, 18 năm rồi. Có nghĩa là đến đứa tuổi 18 mà hỏi bạn đó là hiểu gì về bạn á, bạn còn chưa hiểu mà. Chưa là sống với mình 18 năm chính mình mà mình còn chưa hiểu mình là ai. Thì bây giờ em nói với anh Hàng đúng không? 3 tháng, trong vòng 3 tháng mình còn chưa biết mình làm cái gì trong vòng 3 tháng này. Dạ. Vậy thì cuối cùng liệu cô gái này có đang nhẹ dạ cả tin hay không? Hay là tình yêu luôn luôn tồn tại ở đó, chỉ cần chúng ta yêu là cưới chứ đừng có thương nhau để đó. Xin mời quý vị sẽ theo dõi đáp án của tiểu phẩm này. Vô đây nè, quán này uống được lắm nha. Vậy hả? Quá là ngồi đi. Trời ơi, em nói ngay là cái nhà hàng hôm nay ăn ngon ghê không gì đó. Trời ơi, em no quá, trời no quan luôn. Trọng sao tôi nhìn á, người đó giống chồng sắp cưới của bà quá hả? Em ơi, cho em 2 ly nước cam nha. Anh, em nói nghe nè. Lúc nãy á, em coi vô tình em thấy có cái này đẹp lắm. Cái gì? Đây, em cho anh coi. Cái gì mà vợ tôi thấy đẹp vậy ta? Đây, đẹp không? Trời ngon lành. Đẹp. Anh, mua cho em nha. Như vậy? 20 20 ngàn hả? Sao rẻ vậy? Vậy mua chục cái luôn. 20 triệu. Khùng quá. Tự nhiên bỏ cái 20 triệu mua cái nhẫn, nghĩ gì vậy? Em nói cho anh biết nha, anh có ngày hôm nay là nhờ ai? Trời, em nhà nói... anh lầu xe hơi một tay em tút hết lên. Rồi ngay cả cái nhà em thuê cho anh đó, để anh ở rồi anh cầu hôn con gái nhà người ta. Em hỏi anh có thấy ai như em không? Mình phải nhìn thấy người yêu của mình đi cầu hôn một người con gái khác, anh thấy chịu nổi không? Hả? Có cô gái nào như em không? Thôi được rồi, bây giờ 20 triệu, lát mua được chưa? Anh hứa rồi đó nha, hứa lời là phải giữ lấy lời đó, chứ đừng có như con bướm đậu rồi lại bay. Thôi bây giờ tôi hứa rồi, bây giờ... Đó tôi...
ông nói cái bằng chán tôi đáng yêu kia đi. Cưng quá anh đi ha. Anh Tâm, anh nè. Ok, sao anh, anh đúng là thằng vô lương tâm. Ở đâu xuất hiện là vậy? Em hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm nghe giải thích nè, cái gì phải bình tĩnh nghe thích nha. Thật ra đây là cái ở dưới quê đóng gói gửi lên cho anh. Không phải, từ dưới quê là cháu dưới quê gửi lên đây để đi học, rồi nhờ anh dạy phụ đạo. Anh dạy phụ đạo hả? Anh dạy phụ đạo rồi nhắc vô phụ sản luôn hả? Chị đẻ. Đẻ gì ai mà đẻ? Em anh còn xạo với tôi nữa hả? Nãy giờ tôi ngồi ở đây tôi nghe hết rồi. Nghe gì? Em sao vậy? Em là vợ sắp cưới của anh, em làm cái gì? Cái gì? Vợ hả? Tôi là vợ của anh đó hả? Anh đừng có mơ tưởng có người chồng nào mà dắt gái đi vô trong quán cà phê rồi anh hôn trước mặt của vợ anh không? Có người chồng nào hả mà tối ngày chăm chăm vô tiền của vợ hả? Đã ăn bám vợ rồi mà còn lấy tiền cho gái nữa không hả? Anh nói đi. Bây giờ sao? Cô nói tôi ăn bám cô đúng không? Cô không vui gì đó đúng không? Giờ không vui, ok, chia tay vậy thôi. Đi em. Anh đứng lại. Giờ sao chia tay chưa chịu nữa hả? Tôi nói cho anh biết nha, lần này anh phản bội tôi là tôi chia tay với anh. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa. Anh đi đi. Anh đi đi. Đi đâu làm gì? Nè tôi nói cô biết trả nhẫn rồi hả? Khỏi trả. Ba cái nhẫn dởm này ngoài chợ bán thiếu gì ha? Tôi giữ đi. Tôi nói cô biết, cái này tôi bỏ cô á, chứ phải cô chia tay tôi đâu. Đi. Lộn đường qua đây. Ý, tôi biết là bà đang buồn lắm, nhưng mà thôi coi như á, đây là ông trời thương bà, sớm cho bà biết được bộ mặt của anh ta. Tôi không ngờ là hắn đối xử với tôi như vậy. Tôi ngu lắm đúng không? Thật sự mà nói á, lúc mà tôi nghe bà nói á, ảnh là giám đốc, rồi tôi nghĩ rằng là vậy là cũng may mắn rồi, bà có được một người chồng cũng lo cho bà, nghe mà mừng lắm. Nhưng mà sau những lần mà đi chơi chung với bà, rồi có cả mặt của anh Tâm nữa, tôi thấy hình như anh ta không phải là giám đốc. Chứ giám đốc gì mà đi ăn hay là đi uống cà phê với bạn gái, với bạn của bạn gái nữa. Mà ly cà phê đâu có bao nhiêu tiền đâu. Mà chưa bao giờ tôi thấy ảnh mở bóp ra để trả tiền hết trơn á. Tất cả toàn là do bà trả tiền không à. Vì là bà biết hả? Thì tại vì tôi thương bà, tôi sợ là bà sẽ bị người ta lừa gạt, cho nên tôi mới âm thầm theo dõi. Bà điều tra xong nói cho tôi biết. Tôi định là hẹn bà bữa nay á, ra để nói với bà nghe. Nhưng mà tự nhiên ra xong rồi bà vui quá, bà hí hửng, bà kể là hôn nhân sắp tới rồi bà chuẩn bị, rồi bà còn đưa thiệp cưới cho tôi nữa. Thì làm sao mà tôi có thể nói với bà nghe được. Tôi đúng là ngu thiệt luôn á. Thôi đừng có buồn nữa. Với lại á, bà cũng nghĩ á, coi như đây là một bài học. Sau này có yêu á, thì cũng đừng có yêu mù quáng quá. Yêu thì cũng phải có lý trí một chút. Tại vì á, không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu mà thôi. Đau nhờ. Vậy mình thấy là người nào mà càng vô vọc thì càng có vấn đề. Mà hay mình không hiểu lý do tại sao mình còn tin vào tình yêu đúng không? Hai chị em mình vẫn còn tin. Bởi vì phụ nữ thích là mật ngọt thôi. Mật ngọt chết rồi em nha. Và biết là phụ nữ yêu bằng tay. Nên dạ, anh đàn ông á, anh chơi cái chế độ mà tu đi tu lại, cứ bấm một cái tít là anh yêu em, nhưng mà thay đổi đối tượng thôi. Dạ. Nên là rõ ràng chúng ta phải xem được cái ý đằng sau cái lời. Và cái thứ hai là chúng ta phải hiểu thật rõ về người đối phương. Và chưa biết được là đối phương này có thật lòng thật ý với mình hay không, hay có những cái mưu đồ gì hay không, đúng không? Đó, mà dồn dập quá, đúng rồi, 3 tháng. Tôi hay thường nói với các bạn sinh viên nhà mình hay là các bạn trẻ yêu nhau á, thì phải quan sát bằng những cái hành động, hành vi mà mình không được đoán định trước. Mình phải đặt ra nhiều cái sự quan sát, nhiều cái sự thử thách như vậy thì chúng ta mới hiểu hơn về cái người mình yêu. Nhưng mà cái vấn đề đáng là đây nè, cưới nhau về mới phát hiện là anh đó lăng nhăng. Nhưng mà tại vì mình có một cái lời thề vĩnh cửu rồi, nên mình phải ăn đợi kiếp chứ. Mình phải răng long đầu bạc không, chứ thì không. Trời ơi, mấy trăm người đến chúc phúc mình mà, người ta chứng kiến mà đó. Mình phải sống làm sao cho người ta coi được chứ. Thì mình phải ở với nhau suốt đời, mặc dù là ngày nào mình cũng khóc ở trong nước mắt ướt gối hết. Vậy thì cái chuyện vĩnh cửu đó có phải một cái gông cùm hay không? Thật ra là sống với nhau mà chúng ta thấy là mỗi ngày mà mở mắt dậy mà cũng ta cảm thấy là đó, như trên đó là nuốt nước mắt vào trong lòng. Dạ. Thì làm sao mà chúng ta đạt được sự hạnh phúc? Và điều đặc biệt nữa là đôi khi chúng ta có những sự ràng buộc nữa. Trước khi cưới nhau thì anh là anh và em là em, nhưng cưới nhau về rồi thì lại nở ra thêm rất là nhiều mối quan hệ được phát sinh. Vậy liệu rằng là chúng ta muốn dứt thì dứt có được hay không? Đó là cái điều mà
những cặp đôi đang hết sức suy nghĩ. Nhưng những cặp đôi nào đó để cái giai đoạn tìm hiểu ra đằng sau khi chúng ta kết hôn, thì những cặp đôi đó đó, cái tỷ lệ mà đi đến ly hôn thì lại rất là nhiều. Bởi vì lúc đó chúng ta lại vỡ ra rất nhiều điều, và rõ ràng những người xung quanh, những người trong cuộc không có thật sự phù hợp với nhau. Vậy thì làm gì để chúng ta tránh tổn thương khi yêu và bớt nhìn tình yêu bằng thái độ tiêu cực? Mình vẫn tin vào cái sự mãi mãi của khoảnh khắc. Thì mình khi mình yêu, mình phải có một thời gian, như anh đang nói là phải tìm hiểu trước, quan sát. Phải có quan sát và có một thời gian dài thử thách. Nếu như mình đã thử thách được là mình có chấp nhận được cái nhược điểm và cái khuyết điểm hoặc là cái ưu điểm của người đó hay không, thì mình hãy cưới. Dạ. Nếu như mình mà khi mình cưới rồi, mình cưới rồi càm ràm hả? Đó là bổ sung cho nhau, chứ không phải là nói ra đây là tranh luận để hạnh phúc, chứ không phải là tranh luận để chia ly. Còn mà khi mà không tìm hiểu nhau, về mới vỡ lỡ ra nhiều chuyện, thì lúc đó lại là chia ly đó. Còn mình đã tìm hiểu rồi nữa hả? Ủa, trước giờ tôi vậy mà. Thôi rồi, thôi ráng thay đổi. Đó là câu chuyện vui. Em đồng ý. Nhi có nghĩ như vậy không? Với quan điểm của một góc nhìn là một cô gái rất là nhiều hoài bão và mơ ước khi bước vào hôn nhân. Giống chị vẫn còn đang có nhiều mơ ước như vậy. Sao chị đưa chị vô hoài vậy? Tại vì em sắp hôn kết hôn, em băn khoăn là ranh giới gì cái chuyện là có thể đặt cọc, là có thể rút cọc được đó. Và Nhi có nghĩ rằng là mình vẫn nên giữ một lòng tin về tình yêu vĩnh cửu và biến nó thành những hành động cụ thể. Mà đã cụ thể thì cụ thể như thế nào? Em nghĩ giống như là khi mình đã quyết định đó, thì rõ ràng là mình cũng đã có một cái sự tin tưởng nhất định dành cho người đó rồi. Thì cái việc mà mình quyết định tiến tới hôn nhân á, ngoài cái việc những cái vấn đề thực tế như là mấy anh hay là mấy chị nãy giờ nói, thì nó còn tùy thuộc vào cái duyên số nữa. Cái này mình hơi ngoài lề một chút, nhưng mà đúng rằng là những người mà thật sự mà dành cho nhau á, thì có đi xa cỡ mấy thì cũng sẽ về với nhau. Và nếu mà có thể cho các bạn một vài những lời khuyên chính đáng để mình không bị ảo tưởng và không bị ám ảnh về hai chữ vĩnh cửu, mà lấy nó là một cái động lực tích cực để phấn đấu và xây dựng tổ ấm á, thì tiến sĩ Hòa An sẽ nói gì ạ? Tình yêu đúng như là không có phải giống như giống toán học, nó không phải là hàng số. Nên điều quan trọng là mỗi người trong cuộc chúng ta phải bồi đắp, bổ sung cho nhau, để mà luôn luôn là chúng ta thấy là chúng ta luôn có nhau và luôn cần nhau. Bản chất của tình yêu đó chính là cái sự đáp ứng cái nhu cầu, cái ước muốn của đối phương. Những cái cảm xúc tích cực được hình thành thì lúc đó thì những cái tình cảm lâu dài nó mới được nảy sinh, và lúc đó thì nó mới xuất hiện cái từ đó là từ vĩnh cửu. Khi mà đã thành tình cảm rồi thì nó mang yếu tố là lâu dài. Vấn đề ở chỗ là mỗi người có hiểu nhau hay không, và khi chúng ta lựa chọn cái người để mà mình yêu thì lựa chọn đó có phải là lựa chọn đúng đắn hay không, có thực sự phù hợp với bản thân của mình hay không. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ nên phải dành thời gian đủ lâu và đủ sâu để mà chúng ta tìm hiểu lẫn nhau. Và khi đưa ra cái quyết định thì đó chính là một cái quyết định thông minh. Và khi yêu nhau và khi đã kết hôn rồi thì chúng ta phải vẫn giữ cái những cái sự chăm sóc cho nhau, chứ không phải là khi kết hôn rồi thì chúng ta buông, chúng ta bỏ rồi, xong chúng ta bỏ. Thấy là ok, đó là của mình rồi thì là của mình, không phải đâu. Mà chúng ta phải ra sức để chúng ta giữ gìn cái tình yêu đó. Và nếu được, tôi nghĩ rằng là với cái hợp đồng hôn nhân hay là cái giấy đăng ký kết hôn, nếu được nó có thời hạn đi, nó có thời hạn hữu hạn đi, 5 năm hay là 7 năm đi, để những người trong cuộc người ta phải cố gắng nỗ lực chứ. Nếu như đó là một cái tình yêu đẹp, đó là một cái sự lựa chọn đúng đắn, thì những người trong cuộc họ phải nỗ lực cố gắng để giữ gìn nó, để hết thời hạn 5 năm thì ký tiếp chứ, phải gia hạn. Các người mà mình yêu đúng không ạ? Là phải sẵn sàng để mà ký tiếp cái cuộc sống hôn nhân của mình. Ý tưởng này hay nha. Anh hết hạn hôn nhân chưa? Cô hết hạn hôn nhân chưa? Đó, sợ liền. Thưa quý vị, đó là những quan điểm của các khách mời và đặc biệt là tiến sĩ Hòa An. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng giải lao một chút cùng với một trò chơi khá là thú vị. Xin mời quý vị khách mời ạ. Thưa quý vị, sau phần thảo luận chia sẻ, bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần trò chơi. Đây là phần yêu thích của anh Duy đúng không? Vậy hả? Anh thích đá banh hả anh? Và để anh có thể trở về sân cỏ, tụi em đã chuẩn bị một bàn đinh để anh có thể lướt qua sân đinh này. Ở đây là banh, nhưng mà không phải là đá banh mà là banh bàn. Mình để lên trên cái dĩa này vượt qua chướng ngại vật, đem hết số banh về đây là chiến thắng. Nhưng mà hình như là mình phải đội mũ hiểm này sát đầu. Mọi người đồng ý luật chơi không? Dạ không. Sao vậy? Vậy mình đội gần sát được không? Sợ hư tóc chứ gì. Đúng rồi. Nếu vậy anh phải đổi lại một chân. Cô gái này được đi hai chân thoải mái và không dùng tay. Nếu mà anh đã dùng tay để thì hỗ là không trợ dùng chân. Anh dùng một chân thôi. Một chân, chơi luôn. Không dùng chân là anh bay qua. Rồi. Dạ. Xin mời tiến sĩ Hòa An làm giám khảo nha. Xin mời hai thí sinh vào vị trí và cởi giày ra để chúng ta có thể cảm nhận được cái độ sắc bén của bàn đinh. Chuẩn bị. Nam sẽ thử thách khó hơn, dùng tay nhưng không được dùng chân. Còn nữ muốn làm gì thì làm. 3, 2, 1, bắt đầu. Bây giờ chân đã bị cột,
Em đang đi rất là từ từ cho anh đi luôn á. Rớt rồi đó. Anh Duy chưa rớt một trái nào luôn đó Nhi à. Khó. Nhưng mà anh Duy trên gian lắm, anh thọt cái chân ra ngoài cái nệm. Đó. Rồi, na 2, 3, nhảy. Phải quan sát. Phải nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau. Đấy, đấy. Tuy là không có thể dùng hai chân trong nệm, ảnh dùng hai chân ngoài nệm. 2, 3. Cố lên, cố lên cả nhà ơi. Nghe đây nè, tới nơi rồi nè. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi, 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 đang đi. Ôi, trông anh nỗ lực lắm luôn á. Anh còn không sao? À, anh còn, ok. Em đang ráng. Đây, đây, còn nữa nè. Anh còn, anh có thể như đây nè. Nhi ơi, còn một trái thôi. Ủa, còn không? Hết rồi. Nhi à, em tự tin được rồi đó. Đổi với đi, đổi với đi, đổi với đi. 2, 3, tiếp tục. Yeah. Yeah, còn nữa kêu quay về, quay về. Quay về là quay về bình thường đúng không? 2, 3, còn 1 phút, 30 giây thôi. Bây giờ là 30 giây rồi đó. Quay về là bình thường đúng không? Nhanh lên, nhanh lên. Còn 1 phút kìa. Phải trao đổi với nhau, phải trao đổi với nhau nữa. Hay là đổi nguyên cái thuốc tinh cái đầu luôn đi. Em xoay lại nó rớt vậy. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ba. Rồi, rồi. Đó, đó, đó. Rớt, 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 rớt. 2, 1, đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ. Mình đi từ từ nè. Em lo cẩn thận cái đầu, em ngước lên chút xíu nha. Đừng có đụng vô, ngước lên. Nào, 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 nào. Được không? Trời, bà Di bay bất lực lắm luôn rồi đó anh Vinh. Trời, em thấy run quá rồi đó. Không được nè. Em trao đảo quá rồi kìa. Cố lên anh. Cái này là sắp xong rồi, còn 10 giây nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ủa cho đầu em còn. Nè nè nè, em vô đây. Còn, 4, còn 2 cái, 3, còn 2 cái. 2, 1, hết giờ. Ồ, tuy có áp lực thời gian. Hai người làm rất tốt luôn. Xỉu luôn á. Được bao nhiêu vậy tiến sĩ Hòa An ơi? Đâu, bây giờ mình đếm thử nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trái. 14 trái trong vòng 1 phút 30 giây cũng tốt lắm chứ. Giây. Mà khó ở chỗ nào Nhi? Tại vì cái đầu thì không có đau, nhưng mà bị cấn hai đôi bông tai. Đau. À vậy là biết vậy là mình gỡ hai bởi bông tai ra. Bởi à, vậy. Rút kinh nghiệm hay mốt chơi cái trò này nữa mình gỡ bông tai ra. Còn anh Duy em thấy anh thư giãn lắm nha. Đâu có đâu. Khó lắm em. Khổ lắm hai anh em khổ là phải, lắm. Phải hai người lúc nào cũng phải đi sát song nhất, song với nhau. Không vịn tay của Nhi là đi không được. Nhưng mà em thích nhất cái chỗ mà Nhi nói em rớt hết rồi em nghĩ ra. Duy nói anh còn. Anh còn. Thì còn thì không biết là em nhận ra được điều gì qua trò chơi này không Nhi? Đi trên một con đường thì cũng phải đi hai người với nhau. Mà đã đi hai người với nhau thì lúc nào cũng phải Tương trợ lẫn nhau, nhìn về đối phương, cùng nhau đi lên, cùng nhau phát triển. Giống như là đây giống như là cái mục tiêu vậy á. Mục tiêu mình đặt ra thì hai vợ chồng phải cùng hướng tới cái mục tiêu này, cùng nhau cố gắng nó. Còn anh thì sao? Có những cái luật làm cho anh khó khăn hơn, đàn ông phải căng thẳng hơn nhưng mà thì anh thì áp lực thực không? Ra thì như từ đầu anh nói với Trinh là anh là một người rất là thích thử thách. Bởi vì anh không bao giờ muốn mình là mình hôm nay. Dạ. Yeah. Ví dụ như nãy anh đội nón lên, anh đi như Nhi thì nó đơn giản quá rồi. Dạ. Yeah. Không có gì để không có gì mà đặc biệt hết, là hai người cứ đi. Dễ ăn. Có lẽ có thể là sẽ số lượng banh sẽ nhiều hơn, nhưng mà mình sẽ không biết được cái giới hạn của mình là khi đi một chân nó sẽ như thế nào. Từ khi anh đi một chân thì mới cảm nhận được là phải cần có sự tương trợ, là hai anh em phải nắm tay nhau, phải dìu nhau thì mới đưa cho anh ta được. Mà cũng phải có sự tương trợ bên ngoài. Đúng người ta rồi. Tác động, người ta chia sẻ, người ta động viên, rồi người ta bỏ banh giùm mình, nó sẽ đỡ được số banh rơi vãi ra. Và những số banh này nó có phải là phí phạm hay không? Không, nhờ những cái banh này mới biết được cái giới hạn của mình. Thử thách thì phải có thất bại. Dạ. Thất bại thì mới có thành công. Dạ. Mà nhờ vậy á, thì chúng ta mới biết là phải nắm tay nhau. Đó. Đúng không? Và đương nhiên là cái cuộc sống hôn nhân, cái đường đi của cái cặp đôi không phải là trải đầy hoa hồng đâu. Dạ. Mà là đây nè, đinh, ban tổ chức đinh nhựa, bị đinh nhựa dây đó. Đó, và rất là đau. Đúng không? Và rất nhiều những cái thử thách xung quanh để chúng ta cùng đạt được cái mục tiêu. Nên điều quan trọng là trong quá trình mà Thanh Duy và Thảo Nhi đã cùng chơi, đúng không? Và đương nhiên là phải có sự phối hợp hơn nữa, tại vì mới đầu chưa cũng hơi ngại. Nhưng mà nếu như tôi nghĩ rằng là chơi lần 2, lần 3, lần 4 thì sẽ tốt hơn và cái số banh nó sẽ nhiều hơn. Như vậy ở đây cần phải có sự phối hợp ăn ý. Không phải là chỉ ở cái trò chơi, mà đối với cái cuộc sống hôn nhân của chúng ta thì vợ chồng phải nhìn nhau, phải nương với nhau, đồng lòng với nhau. Đúng không? Và phải cùng dắt tay nhau đi hết cái con đường mà chúng ta đã chọn. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là tình yêu nó vĩnh cửu trong từng khoảnh khắc là như vậy. Dạ. Thật ra là mọi người trên thấy khi mà rớt banh họ cũng đâu có quan tâm tới số banh đã rớt đâu. Họ cảm thấy rất là thưởng thức vì họ đã cùng nhau nhìn về phía trước. Và họ xem những quả banh này nó là những điều có thể chấp nhận được. Những cái xác suất rủi ro có thể chấp nhận được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng lúc 17 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện đến đây xin khép lại. Và chúc quý vị sẽ có một tình yêu không vĩnh cửu nhưng mà vĩnh cửu trong từng khoảnh khắc. Xin chào và hẹn gặp lại. Đối với em
một người có thể là họ không có gì ở một bàn tay trắng, nhưng mà nếu như họ cầu tiến thì có thể đi từng bước để lên cái bậc thang đỉnh cao hơn. Nếu mà còn gặp một cái vấn đề đó họ hay bị bế tắc thì tại sao? Tại vì cái tôi và cái sĩ diện họ cao quá. Cái lĩnh vực công việc nghề nghiệp để có thể có thu nhập bằng cái sức lao động chính đáng đó, nó rất là đa dạng.